không thể dùng phương pháp huấn luyện nào đó để dễ dàng đạt được. Không tổn thương được thân thể bởi rồi ạ. Trong mơ con lại thấy hoa boomerang. Lại mơ thấy hoa boomerang nhựa này mẹ. Đúng là mẹ ơi. Cái giấc mơ ấy đẹp thật. Mơ tiếp. Mơ tiếp. Giấc mơ đẹp. Trời ạ. Mơ cái gì hả con? Con mơ thấy zombie khổng lồ đuổi theo con. Chắc là tạp âm bị lọt vào mẹ. Thế bây giờ thu đồ chơi vào đi con. Thu vào nhé. Con thu vào không? Không. Thế để đây à? Có quay có nhạc mẹ. À, thế quả có nhạc.